dự báo động đất dài 3 mét trôi giạt vào bờ biển Colombia. Cá mái chèo có hình dạng kỳ dị còn được coi là sinh vật biết dự báo động đất vì người ta thường nhìn thấy chúng trước khi động đất xảy ra. Chúng được nhìn thấy ở Nhật ngay trước trận động đất khủng khiếp ở Fukushima vào năm 2011. Theo Daily Star, Fernando Kaplan, kỹ sư nuôi trồng thủy sản tại công ty Earth Ocean Farms, gần đây cùng bạn phát hiện cá mái chèo trôi giạt vào vịnh Pichilemu, thành phố La Paz, Colombia. Loài thủy quái biển sâu có hình dạng kỳ dị được xác định dài tới 3 mét. Trong video đăng tải trên mạng xã hội, hai người đàn ông đứng nâng cá mái chèo để chụp ảnh. Video đăng lên mạng xã hội Twitter thu hút tới 27.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận. Cận cảnh xác cá mái chèo trôi giạt vào bờ biển Colombia. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao loài sinh vật biển sâu này lại chết giạt bờ biển. Thử nghĩ mà xem, sinh vật sống ở biển sâu hơn 200 mét có lẽ rất nhạy cảm với những biến đổi ở đáy biển, một người bình luận. Người khác nói, chúng chỉ nổi lên mặt nước khi có điều tồi tệ xảy ra, luôn là như vậy. Nhưng các nhà khoa học từng khẳng định rằng cá mái chèo không có liên hệ với động đất. Bằng chứng là loài cá này xuất hiện nhiều lần trong những năm qua, nhưng không hề có động đất xảy ra. Đó là một bất ngờ. Ban đầu tôi nghĩ nó còn sống nhưng có lẽ nó đã chết từ buổi sáng, Kaplan nói. Cả hai để xác con cá lại làm thức ăn cho những sinh vật gần bờ. Cá mái chèo là sinh vật chuyên sống ở biển sâu. Protein của cá không bao giờ bị lãng phí. Những sinh vật khác có thể hưởng lợi khi ăn thịt nó, Kaplan nói. Cá mái chèo hay còn được gọi là cá rồng biển, là loài sinh vật sống ở biển sâu. Loài thủy quái này có thể dài tới 9 mét và nặng 270 kg. Đây là loài cá xương dài nhất thế giới. Thức ăn của chúng chủ yếu gồm sinh vật phù du, mực và động vật giáp xác.